Hai, chào các bạn quay trở lại với kênh Đăng Quân Farm Lê Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay gia đình mình sẽ đi một quán rất là mới ở Hóc Môn này mà được nhiều bạn đã review trên YouTube rồi. Đó là quán Cánh Đồng Sen đó các bạn. Thì nó nằm ở, nếu mà các bạn đi biết chợ Hóc Môn á, các bạn đi từ hướng chợ Hóc Môn lên cầu Sáng, vượt qua cây cầu Sáng rồi qua một cái đèn xanh đèn đỏ là sẽ gặp cái một cái bảng hiệu hơi hơi nhỏ ở trên cao xíu ghi là Cánh Đồng Sen, các bạn chạy vô là tới. Ok, thì bây giờ gia đình mình sẽ tham quan cái quán đó như thế nào, tại vì mình thấy ở trên mạng người ta cũng quay rất là đẹp. Không biết hôm nay mình có may mắn gặp cái cánh đồng, tại vì mấy bạn thấy cánh đồng lúa, cánh đồng sen nhiều khi tới đó người ta nó héo hay là nó người ta không có giống như cái video á, thì mình để cùng gia đình mình tham quan nha. Đó, từ chợ Hóc Môn ra đây khoảng 2 cây rưỡi. Đó thì gặp cái cầu Sáng rồi, cầu Sáng đi thêm khoảng 200-300 mét nữa là sẽ tới cái quán, cái hẻm mình để vô cái quán. Lâu nay nè ba cũng chưa đi lần. Đó thì các bạn qua cầu Sáng thì sẽ gặp một cái giống như cái ngã ba. Ngã ba bên Mỹ nè. Đó, cái ngã ba bạn không có quẹo phải, bạn cứ đâm thẳng luôn. Đó, qua cái ngã ba bạn sẽ thấy một cái cây xăng. Đó, mình cứ đâm thẳng thôi, đâm thẳng lên. Đó, các bạn sẽ thấy cái quán ăn, vô cái hẻm quán ăn Cánh Đồng Sen. Dạ, ở xã Bế Cầu đó thôi. Thì kế bên nó sẽ có là bán nước mía. Dượng mà. Ồ, đi ngoài à. Đó, thì qua cái cầu này thì có vẻ là xe hơi qua được. Đó, ở bạn thấy không? Hai bên hông là cảnh sông nước. Đó, thì đó. Đây, quẹo phải nè. Đó, bạn đi thẳng vô sẽ gặp một cái bảng hiệu bên tay phải. Quán ăn Cánh Đồng Sen. Dạ, Cánh Đồng Sen. Đó, bạn thấy không? Vô khoảng 700 mét nữa chứ đâu có ít đâu. Mà kêu sao đi bộ vô được. Cánh đồng. Đó, cái đường này nhìn giống dưới quê nè em. Đường đất đỏ. Có dịch vụ mướn mướn rubber rồi trước dẫn đường. Đất đỏ mà, đó hai bên không cây chuối. Bạn đi ngang qua thấy nguyên bài dịch là tới rồi. Đó, bài dịch sen hôm nay thấy hơi bị tàn nha. Đó, hoàn cảnh cánh đồng sen nè cả nhà. Sen hôm nay nó cắt hình nha cả nhà, cắt để mập lên lại á. Từ từ ba quý quay cái bảng cái đã. Để quay cái bảng này đây. Cánh đồng sen. Sao? Không biết đi không? Ở cánh đồng bên kia còn xanh kìa. Người ta mới cắt thôi, cái nhà hỏi thì người ta mới cắt. Mới cắt. Có nhiều té nha. Đó có 1 chòi, 2 chòi, 3 chòi, 4 chòi bự. Đang ngồi ăn lãng mạn. Đâu không có chỗ. Nó mát mà kệ đi. Ngồi trong đi. Khoan, để bà. Hiện đại giờ là phải app Zalo. Mực cái này con ăn con này này chiên nước mắm không? Mực chiên nước mắm con đó. Này mực ống nè. Mực ống. Ống chiên nước mắm này mực. Mực. Ống chiên nước mắm. Dạ rồi. Thì đây nó có giá nè, em kêu nó có giá để giá luôn trong này nè, có 100 mấy à. Còn con ăn ốc không? Ốc này kêu mẹ ốc hương kìa. Ốc hương, mẹ ốc hương đi. Đây sầu huyết này, ốc hương nè. Dạ. Ốc hương 100 mấy nè. Dạ. Ốc hương rang me. Ốc hương me hay muối nè? Rang me đi ăn thử coi. Ốc hương rang me với lại tôm đi. Tôm
tôm nướng mỏi hả, nướng muối ớt. Tôm nướng 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 gì? Cái gì? Tôm. Nướng gì? Mỏi hay là cháy muối ớt? Cháy tỏi, hay sốt kim sa, nướng mỏi không hay nướng muối ớt? Cháy tỏi hả? Ờ, cháy tỏi. Rồi, đó vậy thôi. Đó các bạn. Thì cái menu nè, cái menu đầu tiên của là nè, cánh đồng sen, bạn tìm cánh đồng sen. Đó, đây là những cái món mà người ta thường hay kêu ở đây. Đó, best seller. Lẩu cua đồng nè, người ta cũng ăn nhiều. Đó, nước. Rồi cánh. Đó, món khai vị. À, sụn gà, món gỏi, gà tre, gà hơ mông. Có cơm. Đó, mình quay một lần hết menu cho các bạn nào mà biết giá cả hết nha. Đó. Trời giờ cũng 6 giờ rồi, nó cũng hơi sụp sụp tối, quay được nhiêu mình quay. Đó. Đó. Rồi đây cũng nhiều món quá chứ, lật nãy giờ không hết luôn. Dũng đầu đi ăn với mấy đứa đó. Bên em không có xe 2 ạ. Có ô long hay không độ gì không? Đây lẩu nè. Cà xanh không độ. Đó, mình quay một lần giá nha, không quay lần thứ hai đâu nha. Đó. Rồi, xong menu. Đó, ở đây người ta có thể mướn cái chòi rồi mướn cái loa nhạc tới nè, bạn thấy không? Qua mấy cái nhạc tới. 1, 2, 3, 4 3 cái chòi. Đây lại là 4 cái chòi. 4 cái chòi à. Dạ. Đó, cánh đồng sen nè. Đó. Thì cái giá trong đây là nó cũng ok không ba? À, có cái giá cua đồng 350 à, còn nhiều nó 100 mấy. Nè, có nghêu mà giờ còn 60 nữa. Ờ, thì cái một chút, ăn nhiều món. À, giá cũng nói chung bình dân, không quá mắc. Hay tả luôn. Điện ai hả? Ờ, nó nhờ. Ở đằng xa xa kia có một số người chụp hình. Ok mấy bạn, để ý là sáng mở mấy giờ anh? 10 giờ. Đó, 10 giờ sáng mở đến 8:30 tối. Nhưng mà 8:30 tối là tắt bếp thôi, là không có ra món nữa. Nhưng mà có thể ngồi chơi được tới 9:10 hả anh? Đó, 9:10. Thì ăn tối gia đình đi, mình nó đổi không khí với lại nó ngon hả? Cái món này bình dân ngon. Chạy quay vô cái mặt hoặc của giờ đứa nó nghiêng nghiêng á. Đó, uống không? Nó có giọng luôn các bạn. Ờ, có cái giọng luôn. Giọng cho... Nè, mày lấy cái ly cho con nha. Đây bỏ cục đá nha. Thôi đây cho nó mát cái quạt kìa. Thì ba ngồi cũng được, cũng ngồi đi. Cho em ly đá nữa nha anh ơi. Thiếu cái ly đá à. Ly quá trời kìa. Không, bỏ cục đá vô. Ờ, rồi ốc, thanh kiều. Nè, đây là một con ốc hương gì nãy quên rồi. Ốc hương là me gì? Ốc hương me. Hai chén nước chấm hoành tráng này cả nhà. Cái này muốn order là phải quét cái mã này. Nay là chỉ là buổi ăn tối của gia đình thôi, chứ không có gì đặc biệt. Say hi. Tốt không? Ở bộ mày chờ xíu đồ ăn ra mày lấy cho con. Đây, 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 ăn thử ốc hương. Ốc hương này thì nó không có bự nha cả nhà, nó cũng vừa ăn. Ăn thử con ốc hương me coi. Bỏ cái bít ra. Ngon, ngon, chua chua ngọt ngọt, ngon ha. Ngon. Ngon. Có đèn sáng này đâu còn tối đâu. Tại có đèn. Ngon. Có đèn vô phim sáng. Chua chua ngọt ngọt ngon. Bên này đông lắm cả nhà, bên này đông hết cuối tuần. Như là thứ bảy nè.
ăn cơm nhà hoài thì cũng buồn, nay mình ra mình đổi gió. Đó, ra làm vú em luôn. Đó, ngủ rồi. Ngủ luôn đã không? Có thời trà luôn. Đó, nó có giọng ta. Ngủ luôn. Ngủ luôn. Nó xịt cái chấm ngủ. Dạ. Bò bắp thấu thấy cũng hấp dẫn quá hả? Bò cũng nhiều quá chứ. Bò cũng nhiều quá chứ. Ờ, còn khế, khế chuối chát nữa. Em thử coi. Được, đậm đà không? Ừ. Đậm đà. Đó, đậm đà các bạn. Ba mình là thích ăn bò nhất nè. Ba mình với mình là thích ăn bò. Ba là không thích ăn hải sản nhiều. Mẹ thích ăn hải sản, hai người khác biệt á. Yeah. Hôm nay trời đi tối các bạn. Bạn thấy ở ngoài nó tối rồi, không có quay được nhiều. Đó. Đó. Đó, Tin thích ăn, Tin thích ăn bánh nè, bánh phồng tôm. Số 4. Tôm nướng muối. Tin sáng nè. Tin thích ăn này nè. Tôm nướng muối. Chúc. Tôm tươi ghê nè. Tôm đỏ ao. Cái mực nướng nè. Mực nướng. Mực nướng với cái lẩu cua đồng. Anh này con, đưa chồng Quý cái chén đi. Có hả? Chén mày lẻ. Ăn mày cũng được lắm bố. Ăn vậy. À, lấy em đi đuổi. Con thích bò nè, mới hỏi ba con. Bò nè, với lại khế nè. Khế chua chát. Ừ. Chua chua như thế này. Bóp kiểu giống Thái hay sao? Ăn cay chua. Có lá thơm nữa không? Lọc tôm con nha. Tôm mà mày lọc tôm cho. Ăn thử con tôm thử. Wow, tôm bự rồi. Tôm bự rồi. Còn tôm mới vỏ này mềm dữ ta. Tôm mới vỏ mềm nè. À, bạn lột con tôm ra vẫn còn bự nha, chứ không phải lột ra còn nơi để ta chấm muối ớt xanh. Mẹ mày chấm này nè. Mực rồi, mực rồi. Từ đó. Còn cá lẩu nữa. Nè. À, này mực. Mực này giống tỏi. Xào tỏi hay hành phi vậy? Cháy tỏi hả? Cháy tỏi. Mực cháy tỏi. Chứ lại còn cái lẩu nữa. Ừ. Hình như còn ốc bu nữa đó. À, ốc bu nướng nữa. Thôi hôm nay. Hôm nay là review là chân thật luôn. Ăn mấy cái này rồi. Ăn là kêu có 4 người mà kêu quá trời nè, thấy không? Cháy tỏi nè. Con này là bò. Tôm, là tôm. Bò, ốc. Ốc. Ồ, trong đây nó bán đầy đủ luôn á. Tính là đầy đủ luôn á. Còn còn một cái món lẩu cua đồng. Lẩu cua đồng với lại ốc bu. Ốc bu nướng tươi xanh. Quý à. Đây là mực cháy tỏi. Mực cháy tỏi củ hạch. Thơm mùi hành phi rồi. Mùi hành nó ướp cũng ngọt 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 dễ ăn.
đồng tự giữ đoán ăn cái lẩu này, lẩu này là công sinh này là lẩu mất nhất á. Lẩu này không biết có nhà quyền trợ giúp người thân ăn phụ không biết sao hết. Đó, cái lẩu bạn thấy không, cái lẩu như nãy mình coi nhiêu, ba trăm rưỡi. Có thịt bò nè, cá nè, cá viên chiên nè, mực nghêu. Ờ, cái gì đó. Rồi, cảm ơn Tinh. Đó, hai mấy đứa nít từ nãy giờ lo nè. Đó, quá chu đáo luôn, có nhang mũi luôn. Hai con này là hết rồi nha. Đó, người ta biết ở trong đây cánh đồng thì mũi nhiều rồi, cho nhang mũi rồi. Đợi nhắn Tinh á. Cái gì? Cái nồi lẩu nhìn đã trời. Gió nó dạt vô. Nồi lẩu nhìn đã trời. Quá tiền vậy. Nhan mũi con, nhan mũi ở dưới cho nó không có mũi. Ừ, cái lẩu nhìn đẹp ha. Chút nước lèo ra. Nước lèo nữa. Ừ, mình đem về. Con đi con. Tại dự định là đi là nay là 5-6 người á, tự nhiên bận rồi, về chót bận rồi. Tết niên cuối năm đó năng ăn ok lắm mà. Ngọt ngọt ngọt, ngọt dễ ăn. Còn ngọt ngọt dễ ăn. Nó trào đổi mà ngon đây cả. Cho hai cái chén này từ dạ giờ rồi. Định từ cái chén không dạ. Mình lên lẩu luôn không anh? Hay là từ từ dạ, từ từ để ăn mấy món này có gì lát nữa dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi cái lẩu này nước dùng nè đó. Ê, thơm mùi gạch cua á. Thơm mùi gạch cua. Đưa đây bà bỏ ra nhỏ. Hai chén đây này. Bị nó lọc tôm nó lại nè. Không một con rồi thôi được rồi em ăn đi ăn cho Tiên ăn đi, anh với ba ăn cái này ngày nhiều mà thích ăn đi, còn cái này ba với mình ăn nhiêu 25 15 17. Ốc bu dĩa này ở Mỹ là 27 đô nha. 27 đô là đâu phải chín nè. Trứng chín hả? Nó bao giờ quá. Nó để vậy. Còn có lại phải không? Ốc hương đó. 69. 69. 69.000. Con ốc nào cũng bự chập bá. Unu. Như cả nhà này món này ngon lắm. Mừng. Món này ngon nha. Kêu món này chế tỏi ngon. Tôm cũng tươi. Tôm tươi ngon. Tôm cái tôm cái vỏ, cái vỏ nó mỏng mỏng nhánh. Nói chung ngon như là giá cả hợp lý. Hóc môn mà. Không, còn cái này là in nhiêu đó, mực con dòm đó nãy mình kêu thấy không có giá nào, chỉ có cái món này nè, 350 rồi. Đầu con ốc này. Đó ba ăn ốc nè. Rồi, review chân thật. Đấy. Đó. Review chân thật. Quắc 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 cho nó ra. Đây. Đó. Băng này, băng đít luôn hả? À, bỏ cái đít nè. Bỏ chút cái đít nè. Ngon rồi. Chấm vô cái này. À. Béo. Béo mà cà cài. Béo cài vậy là cái này nè. À tiêu hột. Tiêu hột đâu. Dài lắm. Dài. Giòn. Giòn. Rồi ăn nha cả nhà. Mở sau 7 tháng ha anh. Đó. Mà sau 3 tháng này thì cũng thấy có nhiều người lên làm rồi đó. Thì mình là người dân Hóc Môn mà mình phải phải review chứ. Con tôm nó bự kìa. Nó bự hơn cái mỏ của Tin nữa cái Tin. Ồ ăn hết luôn hả? Ăn cái ít thôi, con ăn nhiều hồi cuối con nhai không nổi nó nhè ra. Ăn từng cút từng cái. Dạ ngon rồi. Dạ, con nãy ăn rồi con ngon. Đúng là lái xe đi ăn xong có uống rượu. Không uống rượu. Cái này uống rượu nó mới ngon. Dạ. Rồi để cho lên lửa. Mà còn cái lẩu nè. Cái lẩu này chắc mình ăn được nhiêu ăn còn nhiêu mình đem về. Chứ thấy là khá no. Con tiền mày chịu ăn mới được mấy con tôm á. Ăn hết tôm mà đâu ai ăn đâu. Ủa vậy hả? Anh ăn được con. Người có con còn như nó. Đăng Quân. Đăng Quân. Hôm nay con good job Đăng Quân. Good job. Trời ơi nó ăn nữa kìa. Chút chóp
Bữa ra bà lên kêu dĩa ghẹ cho nó, mà dĩa ghẹ cho nó ăn á. Cứ chớp. Ừ, nó ăn rồi. Nó ăn cái lưng trước hay ta? Good job. Lẩu cua nè các bạn. Nước dùng. Lấy nấm nè. Bỏ vô. Một con này ba mẹ không? Lấy nó tàu hũ quá bà. Lấy nó tàu hũ nhiều nhiều quá. Bà bán trái nhiều quá. Dạ. Không có bỏ nhiều, bỏ nhiều. Thiếu cái giá ngàn cây. Giá mốc rẫy. Là bỏ vô luôn không? Lẩu cua đồng cũng là một cái đặc sản ở cái quán này hồi nãy mình thấy á, để chữ best seller á. Trang đầu tiên á best seller có lẩu cua đồng. Rồi, rồi, cảm ơn nha. Ngày nào chú ăn xong thì là con ốc con đóng lại. Rồi, rồi. À, cái cua thăng cua á bà, cái bột, bột cua rồi bột bánh pha với bột á, làm cua pha ra là có thanh. Dạ. Lâu lâu mua một lần. À. Có 79 được không? Dạ con hết 79. Ba là phải mua 79, 69 gì đó. Chứ giờ vậy quá, ăn con tờ mới trúng không? Quán giờ vẫn mở cửa cả nhà. Ghế quá trời nè. Mấy cái chòi ở ngoài đó là vẫn còn người hết kìa. Ba cái chòi ở ngoài riêng lẻ vẫn còn người hết. Rau rau gì ba? Một tơi hả? Một tơi. Ừ. Bên... Vậy rồi nè. Mỹ có rau mồng tơi em? Có. Đi ăn nhà hàng cũng có rau mồng tơi. Chị Liên mới có rau mồng tơi mà. Ừ, mà rau mồng tơi với cải, cải thảo với lại rau muống. Ừ. Chờ nó chín thì mình múc cho. Chưa. Chưa chín ăn đâu bụng á. Chút xíu nữa. Cái này là ăn nước mắm y mà cưng. Cưng không cho nước mắm y với ớt hả cưng? Này không? Này không? À, đó, đó. Này nước mắm này á, đúng là để thử coi nước mắm gì. Nước mắm y với ớt bào vô ăn. Được các bạn, nước mắm y nè. À chắc nãy ba không thấy để phía này. Nước mắm y á. Thử cái miếng y. Nãy đúng rồi, cái này lấy chung với lẩu nè, chị lấy chung với lẩu đúng rồi. Đây là bỏ cái đẹp. Ừ. Chắc ba tưởng lộn nước mắm bên đây. Bỏ qua cho ba đi, ba hay chấm anh đâu chấm không cay. Đâu có cay gì đâu. Nó là phải nước mắm y mới đúng. Đúng bài luôn. Uống nửa tiếng nào, ông ngoại cho ăn nè. Ngủ nửa tiếng vậy nó không chứt. Tớ chiếc gọi giọng. Tàu hủ vô nghe chút mà hỏi đòi tàu hủ là không ăn, không ăn tàu hủ. Ra ngồi giọng nằm chút xíu đi, chừng nào nóng ba quý kêu. Đó, đeo vô. Ồ, có riêu cua hả em? Riêu cua nhiều lắm nè, em sớt coi nhà riêu cua. Đầu sớt cục riêu cua. Thấy có nguyên cục đây nè. Đây nè, đây nè. Đó, riêu cua vậy. Đã à, cua đồng à, giặt không á. Đó, có. Riêu cua trong đây là best seller đó. Best seller. Cua đó nó mẹ thích lắm. Ừ, bên kia cũng vậy, bên kia ăn vô nó cũng yêu cái lẩu cua. Cơm cá. Gấp thịt bò ra ăn đi, để nè, tôm nữa nè, chín hết rồi đó, nó sôi rồi nè, quý gấp hai quý, để ăn đó đó, em bé 6 tuổi nhũng nhẽo á. Kì 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 kì. Đâu. Chờ chút đi, con ăn đi. Hấp thử miếng nước lẩu rồi giống không? Dạ được, dạ được, được rồi, dạ được rồi, cảm ơn anh nhiều. Này cho thêm mà xin hai cho thêm ba. Thổi nha mẹ, coi chừng. Trời ơi, giờ mà anh dòm đứt ruột phải không? Thì sao về thì mới ăn được con? Ngon hả? Ngọt đúng không? Cua thường là ngọt. Khác như là bên mình ăn.
khác bên mình ăn. Ừ, cái này là cua mà giống dạng cua nhỏ nhỏ á, xay ra. Ừ. Ừ, đúng đúng cua đồng, còn bà Liên là cua gì á? Bà Liên là cua trong hộp á. À. Tại vì ở Mỹ cũng hiếm có cái này là đúng là giống như là tươi, là đúng là cứ nghe cái mùi bùm 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 rồi nó. Như là ăn bún riêu cái. À, hiểu. Bún 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 riêu rồi này nọ với đậm. Còn cái kia là nó làm sạch sẽ hết rồi. Mình ăn thì mình thấy nó béo béo ngậy. Cái kia nó đậm. Ừ, đông lạnh. Không, hiểu cái nó bán đi cái mùi tự nhiên. Ừ, chỗ này nghe mùi. Là tự nhiên nó tươi. Dạ. Hay ha. À, ok, mời cả nhà cùng ăn nha. Ok các bạn, thì nãy giờ mình ăn khoảng tiếng mấy, 2 tiếng rồi. Thì còn nửa cái phần lẩu này chắc mình phải đem về chứ ăn không nổi. Hôm nay đi có 4 người à, dự định là 6 người. Nhưng mà nay còn 4 người ăn không nổi. Đó, thì nếu các bạn thích có thể tới quán cánh đồng sen ở Hóc Môn gần cầu sáng. Ok. Cái chỗ quê của mình á, đến thưởng thức đi. Món nào cũng vừa túi tiền mà ngon lắm cả nhà. Em cảm ơn cả nhà nha. Rồi xin chào cả nhà. Đó nè bạn, cái địa chỉ nè. Đó, địa chỉ, số điện thoại luôn. Nếu ai mà tìm không được á, thì gọi số điện thoại tới quán. Đó, ok. Nè các bạn, đó giờ nhà mình ăn xong rồi, nhưng mà khi mà ra ngoài á thì quay đó có ba cái chòi. Đó, đèn quá sáng.